Hôm nay mình đi đưa cái đám tang mẹ của anh bạn mình đó mọi người. Rồi sẵn đó mình up lên cho mọi người xem về cái phong tục hỏa táng của người đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nha. 8:30 mới đi hả? Xin chào tất cả các khán giả thân yêu của kênh Vlog Văn Lự. Hôm nay mình đi đưa đám tang mọi người, đám tang bà cụ người dân tộc Khmer. Đây là bên trong của cái lò hỏa táng nè mọi người. Những người người ta có cái trách nhiệm lo cái vụ mà hỏa táng này, người ta đã để củi sẵn hết trơn mọi người. Vỏ xe với những cái thứ gì mà nó dễ bắt lửa đó. Rồi người ta cũng đổ thêm dầu nữa. Đổ ba cái dầu này vô nè để cho nó nhanh bén lửa lên cái quan tài. Rồi mình mời mọi người tiếp tục theo dõi nha mọi người. Thank you.
nơi nó sẽ cốt. Ba thằng lên tỏ đây. Nướng cá lão kia chấp thư lệnh cho mấy anh thời ơi. Chính đi tọn á nạt đi. Nạt có chính đi tọn á. Cái chính đi tọn á mọi việc á. Chuyện cho chờ tận luôn mình thôi. Chờ nó sẵn lắm. Chờ tận nó chi hơi bị nghiêng rồi. Mở bộ. Mà chém á thôi. Chơi bằng cái. ta
rồi gặp nó ta sẽ bay bỏi nó sẽ bay cái nó ơi mở ra coi cái à, ba thôi này quá nóng à quá nóng ông coi mình đi mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người ơi. Thật sự với mọi người là mình không còn quay nổi nữa rồi.
có cảm giác nó bị sao đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Làm một việc thứ hai ơi. Ba đây chân.